Tập 16. Giám đốc Cố không nói gì thêm sao? Thực sự không có. Hay là để cô gặp cô ấy một lần đi được không? Hay là cô đi tìm giám đốc lớn của công ty đi. Giám đốc lớn? Có đường đột quá không? Giống như cô nghĩ, ông chủ của chúng tôi là một người rất lợi hại, là ông chủ rất có tầm nhìn. Lần phỏng vấn đầu tiên chính là do ông chủ tự bảo tôi cho cô cơ hội phỏng vấn đấy. Trên người cô chắc chắn có điểm khiến anh ấy cảm thấy đặc biệt tán thưởng. Vậy ông chủ tên gì? Phòng làm việc ở đâu? Tôi làm sao mới có thể gặp được anh ấy? Tôi nói như cái này là sai quy định rồi. Một trợ lý nhỏ như tôi, thời ra cũng không có mấy cơ hội gặp được ông chủ lớn đâu. Hiểu rồi. Nhưng bà cũng phải cảm ơn cô. Nếu như chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp, không đúng, chúng ta nhất định sẽ thành đồng nghiệp. Uống nhiều vitamin như vậy cũng không bằng bồi bổ bằng thức ăn. Táo vừa to vừa thơm, còn có dâu tây đỏ mọng. Nhìn thấy thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Thử đi. Xin đừng có để quần áo lót trong tủ âu phục. Quần áo lót giặt xong để trong ngăn kéo bên phải. Lạp Lạp, hợp đồng đó sao rồi? Chuẩn bị xong rồi. Được, cậu xem kỹ cái hạng mục đó. Người quét dọn theo giờ của anh thế nào? Quét dọn theo giờ sao? Quét dọn theo giờ tôi nghĩ cũng được, không cần đổi nữa. A gì mà A kinh ngạc gì chứ? Được rồi, cứ vậy nhé. Tạm biệt. Bà bối con mau khỏe có được không? Nếu như con không nhanh khỏi, cứ dị ứng như vậy, đến tiền mua sữa cho con mẹ cũng không có nổi nữa. Ngứa sao?
Không được, mẹ nhất định phải nghĩ cách để đến làm việc ở Thân Diễn. Như vậy vừa có thể kiếm tiền mua sữa cho con, lại còn có thể có người chăm sóc con. Đúng không? Đúng không? Nào, con xem đi, chúng ta tìm một chút. Ông chủ thiết kế Thân Diễn. Con xem. Will Yu, môn thể thao yêu thích là đấm bốc. Nhờ sự cổ vũ của ba nên mới yêu thích thiết kế. Nguyện vọng lớn nhất là thiết kế một ngôi nhà khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Ông ấy tìm kiếm con trai ông ấy lúc nhỏ, những ý tưởng ban đầu về nhà ở, còn tự mình tô màu, hoàn thành một bức vẽ thiết kế hoàn mỹ. Lúc quan trọng thì lại hết pin, tìm không được rồi, đen thui thui lùi rồi này, cái gì cũng không có nữa. Khả Lạc à, con nghĩ mẹ có thể thuận lợi đến đó làm việc được không? Có thể không? Số của lỡ đâu vậy? Này, gọi cô đấy. Đi dọn dẹp văn phòng lớn đi. Không được đâu, tôi còn có rất nhiều việc phải làm. Bà cô này, cô làm sao vậy? Tôi bảo làm thì cứ làm đi. Đây chính là văn phòng của ông chủ đấy. Ông chủ sao? Nên làm. Tôi đi ngay. Cô đi đâu vậy? Ở bên này mà. Được rồi. Thái Hồng, mày nhất định có thể thuyết phục được anh ấy. Vào đi. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, công ty của bọn họ nổi tiếng ăn bất nhật tư rồi, còn hợp tác với họ làm gì? Chắc chắn không được, chắc chắn là không được. Có phải là không đúng lúc không? Nhưng mà giọng nói này, tấm lưng này, đủ rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đến công ty nữa. Cậu bị đuổi việc rồi. Ra ngoài đi. Được. Chờ một chút. Dọn sạch phòng rồi đi ra. Đỗ Phàm, Thái Hồng, anh xin lỗi. Tôi tin về nước rồi. Anh phát hiện ra hình như anh không quên được cô ấy.
Cô nên gọi tôi là sếp Đỗ mới đúng chứ. Sếp Đỗ. Yên tâm, tôi cũng không muốn thân thiết với anh. Hai năm trước và bây giờ đều không muốn. Cô thu dọn xong rồi chứ? Nếu như dọn xong rồi có thể ra ngoài. Giả giờ như không quen biết. Nếu như lúc đầu anh đã biến mất rồi, sao còn lén lút quay về? Cái gì mà giả giờ không quen biết, lén lút cái gì? Cô rốt cuộc đang nói gì vậy? Anh đã rời đi rồi thì nên dứt khoát đừng quay lại nữa. Tại sao còn cho tôi cơ hội phỏng vấn? Vô lý. Ai bảo cô đến đây? Gọi người đó đến đây. Không cần. Đợi một chút. Tôi nhớ ra rồi. Có chút quen quen. Cô chính là cái người biết tiếng Hàn đó, có phải không? Hay gì lại quen mắt như vậy? Nhưng mà cô cũng không nên gì có duyên gặp mặt tôi một lần mà lại gần tôi chứ. Tôi ghét nhất loại người dựa vào quan hệ đấy. Giả giờ, tiếp tục giả giờ đi. Hóa ra cô là người quét dọn của công ty chúng tôi à. Xem ra bây giờ cô lại đúng là một sai lầm. Cho nên cô có thể đi rồi. Cô bị sa thải. Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Cô mấy tháng rồi? Sắp đến ngày dự sinh rồi. Vậy sao? Vậy cô nên chăm sóc mình cho tốt đấy. Chồng cô có đối xử tốt với cô không? Chồng tôi rất tốt với tôi. Vậy mới được. Không giống như một số đàn ông biết người biết mặt không biết lòng. Tôi nói cho cô biết, trong tòa nhà này có một công ty tên là Thiết Kế Thân Diễn. Cô nghe qua chưa? Cô nghe qua rồi, nghe qua rồi. Phải, ông chủ của họ không là cái thá gì hết. Con người này bạc tình bạc nghĩa, không chung tình, đùa bỡn tình cảm, còn chơi trò mất tích, lại còn rất biết đóng kịch. Lát cùng một người quen biết rồi giả giờ không quen biết. Thật sao? Xin lỗi nha, người này là nhân viên cũ của chúng tôi. Cô ta ở đây có một chút vấn đề, cần đi xem bác sĩ. Anh nói ai chứ? Cô đấy chứ còn ai. Cần đến có một bệnh viện tâm thần, có cần đi một chuyến không? Tôi không cần, anh tự đi đi. Phụ nữ ấy thật sự quá ngốc, quá ngây thơ. Đàn ông thì biết người biết mặt không biết lòng. Không ngờ đến không tìm được việc lại có thể lộ ra bộ mặt một người phụ nữ đanh đá. Này anh kia, tôi quen biết anh không? Anh đừng có nghĩ mình có tiền có địa vị, ở trên cao thì có thể lật mặt không nhận người quen. Cô này, cô biết tôi nhưng tôi không biết cô. Bây giờ tôi chính thức xác nhận tôi thực sự không quen biết cô. Vì tôi trước giờ chưa gặp qua một người hùng hổ hăm dọa người như cô. Ai gặp phải loại hổ cái như cô thật xui xẻo. Anh cho sao tôi muốn quen anh sao? Anh không hiểu sao tự cho mình là thanh cao, tên đàn ông túi luôn tự cho mình đúng. Mất điện rồi. Đợi đã. Cô không sao chứ? Cô sao vậy? Cô không sao chứ? Hình như mới sắp sinh rồi. Gì vậy? Không sao đâu. Không sao đâu mà. Thang lập máy hỏng rồi. Alo, chúng tôi bị kẹt trong thang máy. Bên trong còn có sản phụ sắp sinh. Bao nhiêu người đến sửa đi. Sao rồi? Chúng tôi gọi người đến sửa rồi. Nhưng ít nhất cũng mất nửa tiếng nữa. Mọi người hãy bình tĩnh, đợi cứu trợ. Tôi nói là một lần nữa, bên trong có một sản phụ sắp sinh em bé. Nửa tiếng không kịp đâu. Tôi phải đi bệnh viện. Anh nhân qua đây giúp một tay đi. Nước ối dở rồi. Nước ối dở rồi thì sao? Nước ối dở nghĩa là sắp sinh rồi. Anh còn đơ ra đó làm gì? Nhanh qua đây để cô ấy nắm tay anh. Anh nắm tay cô ấy, nói gì khích lệ đi. Tôi nắm tay cô ấy làm gì? Tôi giúp cô ấy chuẩn bị trước khi sinh, có thể không?
Làm nhanh một chút đi. Đau, nắm chặt tay anh ấy. Chặt quá rồi. Tôi nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Tôi nói với cô, tôi đã từng sinh con, tôi tương đối có kinh nghiệm. Bây giờ cô theo tiết tấu của tôi, cùng nhau hít thở. Hít thở nhé. Nào, hít thở, hít thở, hít. Ảo giác sao? Cô sao vậy? Sao vậy? Hen suyễn của em bị hen suyễn rồi. Phải làm sao? Phải làm sao chứ? Cô có đem thuốc không? Có đem thuốc không? Nhưng sản phụ không được uống thuốc mà. Bây giờ phải làm sao? Anh mau nghĩ cách giải quyết đi. Nếu không sẽ không tốt cho thai nhi. Thiếu không khí này, thai nhi sẽ bị ngạt chết đấy. Nào nào, cô đỡ đi. Tôi đỡ sau đó thì sao? Anh có được không vậy? Tôi không được, cô được sao? Tôi không được cũng không được. Tay cô đỡ qua bên này. Nào đưa tay đi. Nào, nào qua đây. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Bình tĩnh đi, thả lỏng, nuốt nước bọt. Nuốt nước bọt đi. Cô sao rồi? Nào lần thứ hai, nuốt nước bọt nào. Được, 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 được rồi, cô sao rồi? Một lần nữa nào. Hình như tốt hơn nhiều rồi. Sao rồi, vẫn ổn chứ? Nào. Nào, nhanh lên, nhanh đỡ cô ấy xuống. Cẩn thận một chút. Cẩn thận. Cẩn thận một chút, chậm thôi. Đỡ cẩn thận đấy, cẩn thận. Cẩn thận. Lẽ nào chúng ta thực sự quen biết nhau? Con người của anh thật tình. Anh coi như giả giờ thì cũng phải có chừng mực được không? Được rồi, là tôi không tốt. Tôi không nên kỳ vọng gì ở anh. Tôi không quan tâm anh thực sự không biết tôi hay giả giờ không biết tôi. Nhưng dù sao tôi không muốn quen con người hiện tại của anh. Cô Từ, lần này thật sự cảm ơn cô. Nếu không tôi và bố bối thực sự đã gặp nguy hiểm rồi. Cô khá sáo rồi. Chưa nhìn thấy mẹ con cô bình an. Tôi làm gì cũng đáng. Cô thật tốt bụng. Hôm đó thang máy là Will đổ có phải không? Thật ra tôi nhìn ra rồi. Hai người trước đây chắc là có quan hệ yêu đương. Bây giờ sao lại như kẻ thù vậy chứ? Thời trẻ của bất cứ ai mà không gặp qua vài kẻ cặn bã. Nhưng gần đây may lại gặp lại. Tôi gần đây cũng thật là cái gì cũng không thuận lợi. Sao vậy? Vẫn chưa tìm được việc sao? Sao cô biết tôi đang tìm việc? Thời sao hôm đó ở trong thang máy đều nghe hết rồi. Thật ngại quá, khiến cô chê cười rồi. Tôi đến ứng tuyển thân diễn, kết quả bọn họ không nhận tôi. Không vấn đề gì. Hay cô đến công ty của chồng tôi đi. Công ty chồng tôi và thân diễn tính chất gần như nhau, cũng làm về thiết kế kiến trúc. Có nhà giữ trẻ nội bộ không? Cái này thì lại không có. Nhưng cô kiếm tiền rồi, đến đâu mà không tìm được nhà giữ trẻ chứ? Cũng phải. Chồng cô có đồng ý không? Yên tâm đi, chồng tôi rất nghe lời. Bà xã, anh đến rồi. Em sao rồi? Em vẫn ổn. Ông xã à, đây là Từ Thái Hồng, em đã nói với anh đấy. Cô ấy là đại ân nhân cứu mạng của em và bối bối. Cô Từ cảm ơn cô. Đừng khách khí, đừng khách khí. Ông xã à, anh hiện tại phải đang thiếu một trợ lý không? Để Thái Hồng làm đi. Cô ấy cũng làm giống anh, bị Quy Đỗ ăn hiếp rất thảm. Anh nhất định phải giúp cô ấy lật đổ thân cặn bã này. Sao là vậy cô Từ?
Công ty chúng tôi hiện tại cùng với Thân Diễn cạnh tranh một hạng mục vô cùng thiếu nhân tài. Cái tên Nguyên Đỗ đó lòng dạ khó lường, dùng tất cả sự tinh anh trong kinh doanh, tất cả đều kéo về Thân Diễn. Chúng ta có chung một kẻ địch, chi bằng cô đến giúp cho tôi. Không giấu gì anh, tôi trước có đến Thân Diễn ứng tuyển, quan toàn là vì vừa lòng bọn họ về phúc lợi nhà giữ trẻ. Nhưng mà bây giờ xem ra, tôi cũng xem là phỏng vấn thành công. Tôi cũng không thèm đến đó làm việc. Cô Từ à, xem ra bây giờ cô vẫn còn chút do dự. Chi bằng như vậy, đây là danh thiếp của tôi, đợi sau khi cô suy nghĩ xong rồi lại đến tìm tôi nhé. Cảm ơn anh, tôi nhất định suy nghĩ thật kỹ. Tôi đi trước đây. Cô nghỉ ngơi tốt nhé. Được, tạm biệt. Em thế nào rồi? Vẫn ổn, đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa, bây giờ thấy thế nào? Vẫn ổn mà. Đỗ Phạm, anh đã rời đi rồi, dứt khoát đừng có quay trở lại. Còn cho tôi cơ hội phỏng vấn làm cái gì? Vô lý, ai tuyển dụng cô vào đây? Gọi người đó ra đây. Lẽ nào chúng ta thực sự quen biết nhau sao? Con người của anh thật tình. Anh giả vờ chưa đủ sao? Đỗ Phạm thực sự thay đổi rồi sao? Anh ấy không có nỗi khổ riêng nào đó chứ? Đúng rồi, có thể là mẹ anh ấy đe dọa anh ấy. Có nỗi khổ tâm đều tốt, sao anh ấy lại giả vờ không quen biết mình chứ? Không phải là về rồi chứ? Vẫn chưa đến giờ mà. Cô cố, sao cô lại ở đây? Tôi làm theo giờ ở đây. Thật trùng hợp cô lại là chủ ở đây. Đây là nhà của bạn trai tôi. Thật là quan gia ngõ hẹp mà. Cô chưa từng gặp qua chủ nhà này đúng không? Chưa. Tôi đều là làm lúc chủ nhà đi vắng rồi qua đây dọn dẹp. Sau đây cũng không cần đến đây dọn dẹp nữa. Cô cố, cô ở Thân Diễn có thể không thuê tôi, nhưng ở đây cô không phải là chủ của tôi. Nếu cô có cái gì không hài lòng với tôi, cô trực tiếp đi nói với chủ của tôi đi. Tôi sẽ nói với anh ấy. Cho dù ở trong nhà hay ở công ty, anh ấy đều nghe lời tôi. Hơn nữa không lâu sau tôi sẽ trở thành chủ nhà ở đây thôi. Tôi còn cần nói gì nữa chứ? Vậy cô cứ làm nữ chủ nhân của cô. Cô nhằm vào tôi làm cái gì? Cô cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Với vị trí của cô, đáng để tôi nhằm vào sao? Cô ngay cả công việc dọn sạch sẽ cũng làm không nổi, mà còn muốn vào Thân Diễn làm thiết kế. Cô nằm mơ đi. Số tiền này đối với cô chắc đủ rồi chứ? Hay còn muốn lấy cơ hội để tống tiền? Tôi chỉ lấy cái tôi đáng lấy. Tạp về trả cho cô.
Alo. Alo dì à? Dì ở nước Đức, mọi sự thuận lợi chứ? Bao giờ trở về? Cháu đến sân bay đón dì. Được rồi, dì biết rồi. Dì hai ngày nữa sẽ trở về. Cháu gọi dì có việc gì không? Dì có quen ai tên từ Thái Hồng không? Làm sao vậy? Cô ta gặp mặt Đỗ Phàm rồi sao? Cô ta có phản ứng gì? Cô ta là người hai năm trước Đỗ Phàm xảy ra tai nạn xe, là gì để gặp người đó sao? Thật là âm hồn không tan mà. Cô ta có phải cố ý làm phiền Đỗ Phàm? Hơn nữa người nhà cô ta quả thực rất đáng ghét. Dì yên tâm đi, cô ta phỏng vấn không qua. Hơn nữa là công việc theo giờ. Cháu cũng cho cô ta nghỉ việc rồi. Cháu không để cô ta có cơ hội để tiếp cận Đỗ Phàm nữa. Được rồi, dì biết rồi. Dì không ở trong nước, cháu giúp dì để ý một chút. Sau khi dì về, dì sẽ đi tìm cô ta. Có việc gì liên hệ với dì. Được, cháu biết rồi. Giờ dì ở nước ngoài chú ý sức khỏe. Tạm biệt dì. Tinh Tinh, công ty giúp việc vừa gọi điện thoại đến, em muốn đổi người làm à? Vốn dĩ đây chỉ là việc nhỏ, em không muốn làm phiền tới anh. Hôm qua em đến nhà của anh, thấy cô ta đang làm việc. Em liền nhờ cô ta rót giùm em cốc nước để uống thuốc. Nhưng mà cô ta nói em không phải chủ cô ta, không phục vụ cho em. Công việc lúc trước cô ta làm cũng ổn, hơn nữa anh cảm thấy rất hài lòng. Công việc làm theo giờ chẳng qua chỉ là dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đồ đạc. Ai làm không phải cũng giống nhau sao? Nhưng anh nghĩ xem, em không thoải mái, ngay cả cốc nước cũng không thể rót cho em. Ngộ nhỡ em phát bệnh, vậy thì... Được rồi, em quyết định đi. Dù sao chỉ là công việc làm theo giờ thôi mà. Nếu được thì bây giờ em liên hệ với bọn họ, làm một vòng phỏng vấn khác. Cô Từ, cái lần ở bệnh viện, tôi là lấy thể diện cho vợ mới đồng ý để cô thử. Nhưng lý lịch của cô, tôi biết tôi học hành không được cao. Tôi cũng biết tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà tôi học hỏi rất nhanh. Cô Từ à, tôi phải đánh bại Quyêu Đỗ, cần những người tài giỏi, hoàn toàn không phải người giống như cô. Mặc dù tôi không phải người tài giỏi gì, nhưng tôi là một phúc tinh. Phúc tinh? Anh nhìn tướng mạo của anh, vừa nhìn là biết liền phải đi trên vũ đài quốc tế. Anh nghĩ xem, nếu như anh không tốt, tôi có thể muốn đến chỗ này làm sao? Anh nhất định có tương lai đầy hứa hẹn, tôi mới lựa chọn anh để học hỏi, đúng không? Nhưng mà cô muốn làm trợ lý của tôi, ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chứ. Ngày trước có một vị khách rất phóng khoáng thuê nhà của chúng tôi, nhìn giống y như anh. Anh ta là kiến trúc sư, nhưng mà chỉ tiếp xúc với tôi có mấy tháng, anh đoán xem điều gì xảy ra. Sao chứ? Anh ta giành được một giải thưởng lớn của thế giới, cả tên mình cũng đổi thành tiếng Anh. Tên mình cũng đổi thành tiếng Anh. Cô nói là Quyêu Đỗ sao? Chính xác. Nhưng mà điều này chỉ có thể là trùng hợp thôi. Vậy nếu là thật thì sao? Nói không chừng sau này anh sẽ biến đổi rất khác đấy. Được rồi, tôi đồng ý cho cô làm trợ lý. Cảm ơn ông chủ. Gia đình là đầu tiên. First là điền họ hay là tên nhỉ? Thứ nhất là họ. Last year, before. Em có cảm thấy anh hôm nay có gì mới không? Có gì mới chứ? Không phải là chưa gọi đầu sao? Em thật là... Kim đại thiếu gia,
Nghe nói anh tốt nghiệp trường quý tộc ngoại ngữ. Chứ còn gì nữa. Nói vậy tiếng Anh của anh chắc chắn rất giỏi. Còn phải nói sao, em tìm đúng người rồi. Anh là người kế thừa của tập đoàn mà. Tiếng Anh đối với anh mà nói, anh từ nhỏ đã đi chu du các nước, tiếng Anh tiếng mẹ đẻ này anh đều tốt hết. Tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Ý này, tất cả đều hạ bút thành văn. Được rồi, được rồi, tôi chỉ cần dùng tiếng Anh thôi. Những ngôn ngữ khác mà anh biết, sau này có cơ hội rồi nói tiếp ha. Đến đây, nào, lại đây giúp tôi. Kim thiếu gia, nào, ngồi xuống đi, qua đây. Nào anh xem, tôi giúp Từ Phong tìm mẫu đăng ký trên mạng, nhưng toàn bộ đều là tiếng Anh. Tôi vừa mới dịch mà nửa ngày cũng chỉ điền được cái mở đầu. Anh giúp tôi xem thử phần điền mẫu này có đúng không, sau đó phía sau còn rất nhiều, anh giúp tôi điền đi. Em đối với gia đình Từ Phong tốt như vậy, người ta phải cảm kích chứ. Đến bây giờ vẫn không cảm kích. Nếu không, em đến với vòng tay che chở của Kim thiếu gia này. Anh thương em. Thiếu gia nói với tôi những điều này không có tác dụng đâu. Anh đừng có nói nhảm nữa. Mau điền đi. Mau lên đi. Sở trường của Từ Phong. Từ Phong, lông mi đặc biệt dài. Anh sao cứ nói linh tinh như vậy? Tôi đương nhiên là biết lông mi của Từ Phong rất dài rồi. Chúng ta mỗi lần đi hát karaoke, nói hát đều là Từ Phong lo một tay hết. Anh ấy hát rất hay. Nói hát, hát đi. Nói hát tiếng Anh là gì? Nói hát sao? Nói hát là rap. Rap. Nói hát là rap đấy. Vậy là rap sao? Đánh dần làm sao? R-A-P. Rap. R-A-P. Rap. Anh có đáng tin không vậy? Gạt em, anh là con lừa. Để tôi lên mạng dịch đã. R-A-P-E. Rap. Cử hiếp. Mau lên, mau lên, đóng cửa lại đi. Quá đỉnh luôn Từ Phong. Nếu khi nào mới tìm được một nơi sang trọng như vậy để làm gì chứ? Tôi nói với cậu biết, chị của tôi làm công theo giờ ở nhà này. Mẹ tôi nói rồi, chủ nhà này từ trước đến nay 3 ngày đều không về, buổi tối cũng rất muộn mới về. Như vậy thì thật không tốt. Có vấn đề gì? Bỏ xuống mau. Đặt ở đây. Tôi nói mấy cậu biết, đừng có mà sờ mó lung tung. Chúng ta xong việc lập tức rút quân, biết chưa? Mau xem đây. Sứ mạng vừa gọi dòng sáng phiên bản mới nhất đấy. Lão đại cho một gió đi. Nào nào nào. Lão đại. Đánh đi, đánh đi. Có nhầm không vậy? Nhanh một chút đi. Đừng có làm ồn mà, đừng có làm ồn. Xem tôi này làm gì vậy? Tôi chơi, để tôi chơi. Tôi chơi mà, để tôi. Dành cái gì chứ, tôi chơi. Chơi gì mà chơi. Mà bắn đạn to đi, đừng có động vào. Chết tiệt, chủ nhà về rồi. Mau trốn đi. Trốn, trốn, trốn. Bên kia, bên kia. Bên kia. Dọn dẹp như vậy mà đi sao? Không lẽ như Tinh Tinh nói, người làm không có trách nhiệm? Quá đáng thật. Tiểu Phong, em mau bế Khả Lạc qua đây. Một tiếng trước phải cho uống sữa rồi. Từ sáng tới tối chị biết chơi. Hỏng rồi, mình quên mất Khả Lạc rồi. Chị đang nói với em đấy. Nhanh lên đi. Chị à, chị bình tĩnh trước nhé. Alo. Phải, tôi là Từ Thái Hồng đây. Đứa trẻ ở nhà của anh ta.
đứng lại. Genoa. Chuyện là tôi sẽ qua đó giải quyết ngay. Thật xin lỗi, tôi nhất định xử lý ổn thỏa. Tạm biệt. Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không tốt, làm phiền anh rồi. Xin lỗi. Sao lại là anh? Sao lại là cô? Cô là người dọn dẹp theo giờ của tôi sao? Đến cả con mình cũng đã quên ở nhà tôi. Hẹn gì Tinh Tinh nói cô không có trách nhiệm. Cố Tinh Tinh là bạn gái của anh. Khá là à, bảo bối. Đừng khóc, đừng khóc mà. Cô nói xem, cô số cuộc có ý đồ gì với tôi? Đến công ty ứng tuyển, lại đến nhà của tôi làm công theo giờ, cô số cuộc muốn gì? Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không đến công ty của các người, cũng sẽ không đến đây làm công theo giờ. Anh có thể yên tâm được rồi. Anh đã không muốn quen biết tôi cũng không quen biết anh. Cô mà đi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Cô xem nhà của tôi lộn xộn như vậy. Cô quyết định nhân lúc tôi không ở nhà mở tiệc ăn uống ở đây. Dấu chân ở trên nhà còn rất rõ. Tôi sẽ kiện mấy người tội xâm nhập nhà bất hợp pháp, nghe rõ chưa? Đại ca à, anh đừng có báo cảnh sát. Tôi sẽ giúp anh dọn dẹp sạch sẽ. Là cô tự nói, tôi không hề ép. Bắt đầu đi. Anh giúp tôi bế. Bà bố, con ngồi đây một chút nhé. Ngoan nào. Cho con chơi cái này nhé. Sao vậy? Không muốn à? Mau dọn dẹp đi. Được rồi, đừng nghịch nhé. Để ở đó đi. Dưới gầm bàn, tất cả các thứ đó. Được rồi, không thành vấn đề. Tôi dọn xong rồi. Sang nhà còn phải lau lại một lần nữa, nghe rõ không? Tôi sẽ giúp anh dọn dẹp sạch sẽ. Đây là hàng nhập khẩu đó. Tôi sẽ giặt sạch sẽ cho anh. Giặt cho sạch sẽ đấy. Giặt hết mùi cho tôi. Đã ở đây rồi thì nhân tiện cọ bồn cầu và bồn tắm sạch sẽ, nghe chưa? Được, tôi biết rồi. Biết rồi thì tốt. Làm gì vậy? Van đốc nước. Van đốc nước ở đâu? Cái màu xanh ở bên trái bồn tắm. Cô nhanh lên, cái đó vẫn đang phun nước kìa. Làm sao tôi xuống được? Tránh ra đi. Đầu của tôi đau quá. Tay anh định làm gì thế? Tránh ra đi. Đừng mà động tay động chân. Tôi đeo sợi dây chuyền này là vì muốn từng giờ nhắc nhở bản thân đừng có để bị lừa tiếp. Đừng tiếp tục khờ ngốc nghếch vì yêu. Từ hôm nay trở đi chúng ta coi như không quen biết. Được ai lấy đi. Ống nước chết tiệt.
Nghe nói kiến trúc sư Lý Đại yêu cầu rất cao, vậy chắc hẳn trợ lý của anh ta cũng rất lợi hại nhỉ? Là người mới thôi. Anh quá khiêm tốn rồi. Người mới mà anh có thể thấy dự ý nhất định có ưu thế đúng không? Cô này, có phải cô tốt nghiệp từ một trường rất nổi tiếng không? Đại ca, thời buổi nào rồi mà vẫn nói đến tốt nghiệp trường nào, đúng là lạc hậu. Nói như vậy chắc là cô tự học, khả năng hội họa có lẽ cũng rất giỏi. Vẽ tranh tôi không thạo, nhưng đối phó với một số kiến trúc sư điên thì tôi cực kỳ thạo. Ông chủ, không phải tôi nói anh, là nói cái người thuê nhà của chúng tôi ngày trước. Ở đây oi bức quá, khó chịu sao? Có thể điều hòa ở đây có vấn đề, để anh đi xem. Không sao đâu, không cần. Em chắc chứ? Vậy uống chút nước đi. Nào, cảm ơn anh.